Hoan hỉ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 5 để có thể thu được cho mình những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Thông qua những luận giải tử vi chính xác chi tiết sẽ giúp cho các bạn có được những hành động cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn, nếu như gặp may mắn phát đạt thì nên cố gắng nỗ lực để thu được thành quả lớn. Và nếu gặp mạo hiểm thì chúng ta không nên đầu tư làm việc một cách mù quáng trong tháng 5 âm lịch này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần luận giải chi tiết cho tử vi của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư, nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên cảm thấy rất ưng ý. Xem vận mệnh của những người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của những người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có điều gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ, tháng 5 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với một trong những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái sao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm, tiến bước. Trong tháng, người tuổi Canh Ngọ có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào trạng thái bị động, thường xuyên giống như trước kia. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ để tác dụng phong thủy có thể mang lại tốt nhất. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 5 âm lịch năm 2022, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải tiếp tục với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu hết sức tiết kiệm,
khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do có nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể sẽ phải gặp một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định không nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng nhiều hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe ổn định. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình. Tình duyên có phần hanh thông hơn trước kia. Nam mệnh còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động, cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuổi Hợi. Đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 4 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 5 năm 2022, tức ngày 16 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Ngọ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức ngày 23 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.